Sau thời gian mà tôi học tập tại PTI á, thì cái giá trị mà tôi nhận được ấy, thì tôi thấy là có ngoài cái việc là kiến thức về học tập ra thì tôi thấy là có những giá trị. Thứ nhất đó là tôi đã được lĩnh hội và lĩnh hội những kiến thức từ những người thầy, đồng thời cũng là những chuyên gia rất là nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời cũng là nhân sự cấp cao của các công ty tập đoàn lớn đó. Và cái giá trị thứ hai đó là tôi đã được kết nối với tất cả các anh chị chủ doanh nghiệp. Chúng tôi có thể tạo ra một cái tập thể, một cộng đồng để cùng nhau phát triển, học hỏi lẫn nhau, hợp tác với nhau để cùng nhau phát triển. Và cái thứ ba là cái quan trọng nhất là đối với những chủ doanh nghiệp như bản thân tôi, thì tôi thấy rằng là chúng tôi thì phần đa là sẽ đi lên từ nghề. Do đó là cái kiến thức, cái kinh nghiệm đều là cóp nhặt ở đâu đấy. Và tất cả thì nó cũng chưa được đầy đủ, chưa được bài bản. Vì vậy là trong cái quá trình vận hành ấy, thì chúng tôi sẽ bị vấp rất là nhiều. Do đó là cái giá trị lớn lao nhất mà khi tôi tham gia học ở PTI đó là tôi có những cái kiến thức bài bản, kiến thức nền bài bản về quá trình vận hành doanh nghiệp. Và nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập PTI, tôi xin được gửi lời chúc tới tất cả tập thể ban lãnh đạo, xin gửi lời chúc đến các thầy cô lời chúc mạnh khỏe, chúc cho tổ chức PTI luôn luôn phát triển vững mạnh, mang lại thật nhiều giá trị cho cộng đồng, cho xã hội.